Hôm nay xin phép được chia sẻ nhanh thôi, chia sẻ rất là nhanh về hai mẫu xe Kia K125 đời 2015 cùng màu xanh bộ đội cho cô chú anh chị em tham khảo nhé. Trước tiên sẽ là một cái mẫu xe biển số Thái Bình 17C06392 đây. 17C06392. Đây là một cái mẫu xe dòng xe Kia K125 với tải trọng là 1 tấn 25 đủ. Hôm nọ em đã có một cái video review chi tiết mẫu xe này rồi Hiện tại cái mẫu xe này em đang báo giá và chia sẻ với cái mức giá đó là 225 triệu nhé 225 triệu đồng cho mẫu xe biển số 17 c 06392 này Hiện tại đăng kiểm thì còn tới tháng 11 năm 2023 thì Chúng ta sẽ cùng ngó qua một chút thông tin về phần nội thất Ba đợt sốc sơ này Đấy, về một xe một độ này thì đã có bắn tiểu qua một số chỗ rồi nhá. Có bắn tiểu qua một chút rồi nhé Đây, vẫn rất cơ bản với nội thất là ghế da này Trần nguyên bản, chiếc xe này thì chưa có lót sàn Chiếc xe này chưa có lót sàn nhá. Đây. Đó. Và đó là một cái chia sẻ rất là nhanh thôi. Xe thì cam kết cho các bác là không đụng va chạm gì cả và máy móc vẫn còn nguyên bản. Và mức giá dành cho mẫu xe Kia K125 đời 2015 máy móc nguyên bản, xe không đâm va với mức giá 225 triệu đồng cho mẫu xe này. Cũng là một cái mẫu xe Kia K125 cũng đời 2015 cũng có trang bị đủ điều hòa và sàn vẫn là sàn nguyên bản. Hồ sơ cầm tay rồi, chia sẻ cùng cái mức giá 225 triệu đồng cho mẫu xe này nhá. 225 triệu đồng cho mẫu xe Kia K125 đời 2015. Điều hòa sàn nguyên bản. Đấy, hồ sơ cầm tay, ra tên nhanh thôi nhá. Ra tên rất là nhanh thôi. Xe cũng không lỗi gì cả. Máy móc vẫn zin, máy móc Zin. Hiện tại thì đây là một cái mẫu xe tải 1 tuần 25 đủ, đang có rất là nhiều nhá, đang có rất là nhiều sự lựa chọn cho cô chú anh chị em. Và với những cái mức giá sẽ có và đối với từng cái mẫu xe sẽ có những cái mức giá ưu đãi khác nhau. Rất cơ bản với nội thất là ghế da trần nỉ này, này. Đó các bác còn đang quan tâm đến những cái mẫu xe Kia K125 trong thời điểm này thì đang có những cái mức giá rất là tốt. Anh em quan tâm thì kết nối với em nhé để có thêm thông tin cùng những hình ảnh chi, chi tiết hơn. Và đó là Kia K125 đời 2015 Hồ sơ cầm tay Màu xanh bộ đội với mức giá 225 triệu đồng cho mẫu xe này 225 triệu các bác nha Và đó Cùng cái mức giá 225 triệu đồng Bác nào mà quan tâm đến cái mẫu xe nào Thì vui lòng nhắn tin cho em Em sẽ gửi hình ảnh chi tiết từng mẫu cho cô chú anh chị em tham khảo nhé Và em sử dụng các số hotline 0975 180 777 0981 188 765 Kết nối em để có mức giá ưu đãi hơn nữa